Ok mọi người nhá, giờ mình đã đến chỗ Hoàng Anh rồi, giờ mình với Hoàng Anh với Công sẽ vào chỗ Dũng nói chuyện với Dũng nha mọi người. Anh vừa làm gì? Anh vì một đứa con gái như thế có xứng đáng hay không? Hả? À? Sao mày yêu đuối thế? Sao anh mua thế? Nó lại như vậy với mày rồi, bây giờ mày ngồi đây mày buồn thì mẹ nói ngoài kia nó đi chơi, mày phải mặn mẹ lên, mày phải... Thôi đừng nói nữa chứ nào. Nói để cho anh thông não ra, cho anh hiểu mày mọi chuyện. Yến là con người như thế nào? Bọn em đã bảo từ đầu rồi không nghe cơ. Ngay từ bắt đầu mà nghe bọn em xem, vẫn cứ khăng khăng Yến không phải là con người như vậy. Tao chứng minh cho mày xem. Đấy anh chứng minh đi. Bây giờ sáng mặt chưa? Hả? À? Anh không chứng minh được à? Bây giờ nói cho mày này, chuyện thì đã ở rồi. Bây giờ mày phải lo công việc của mày, chứ mày ngồi đây mày cứ buồn, mày giải quyết được gì? Bây giờ công việc anh cứ vứt bỏ bên này thì anh có giải quyết được gì không? Ừ đúng, tao ngu đây. Được chưa? Chúng mày vừa lòng chúng mày chưa? Vì một người như thế anh có sướng không? À? Đấy, cũng chỉ vì một đứa con gái đấy. Mà anh em trong tim ấy, sức mẻ hết này. Tao nói cho mày biết này, bây giờ á, mày không mày thay đổi đi, lo công việc đi. Mày cứ như thế này ấy, mày mà đéo thay đổi nữa, chặt mày còn mất hết cả anh em kìa. Chứ đéo phải mất con Yến đâu. Con đó mất cũng đáng, thì mày còn không á, mày còn bị nó căng chừng dài dài. Đấy là còn phát hiện sớm ấy. Đấy mới chỉ 5 tháng thôi đấy. Chứ mày buồn làm cái gì? Thế hôm đấy em mà Hoàng Anh với Hoàng Anh đi mà đêm đấy mà không gặp cảnh đấy thì anh như nào? Đến một mình một đứa gái lười hết à? Bây giờ thì mày thấy mày ngu chưa? Ừ em ngu được chưa? Em xin lỗi tất cả các anh được chưa? Đừng xin lỗi, giải quyết sau này á. Thật sự anh em mình lên, anh em mình chỉ nói chung là chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Nhưng mà bây giờ anh ấy giờ không nghĩ được vấn đề gì hết. Bởi vì anh em vừa chịu một cú sốc quá lớn anh ạ. Mọi người biết sao là tụi mình lại lên chửi Dũng không mọi người? Vì Dũng á, bây giờ công việc bỏ hết, quán xá cũng không làm, khách vào cũng không làm cho khách, đều cứ ngồi thủ thủy không làm gì hết. Tụi mình phải chữ cho nó thông não nó ra, vì con Yến đó mà bây giờ nó bỏ hết mọi thứ công việc, quán thì không làm thì mai mốt mất hết khách mọi người ạ. Giờ bắt buộc nó phải làm việc thôi, chứ giờ mà nó cứ buồn như này thì không giải quyết được một cái gì. Nói chung bây giờ anh em mình cũng phải khuyên ngăn Dũng để xem bây giờ chú tâm vào làm ăn thôi mọi người, chứ không bỏ bê công việc này thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thì vừa rồi ông cũng đi xong bọn mình cũng phải đi theo chứ. Thì tất nhiên là mình sẽ phải đỡ đau ông có chuyện gì xong rồi gia đình trông mong. Thì bọn mình cũng dừng vào lên tại đây mà đi theo ông Dũng xem tình hình ông như nào. Không phải ông thì làm chuyện đại dột nhá. Mọi người yêu quý Dũng và yêu quý anh em. Tụi mình thì nếu luôn ủng hộ anh em tụi mình và Dũng nhá, để Dũng vượt qua thời gian khó khăn này nha mọi người. Và bây giờ mình xin phép thì nghỉ ở đây nha mọi người. Anh em mình đi.